Ủa? Đúng không? Qua coi. Ơi. Ủa? Ủa là sao? Ủa? Sao cái gì mà hoang như căn nhà hoang vậy? Thế này nhà hoang mà. Ê, khoan. Càng lúc là càng rối rồi nha. Mình thống kê này có đúng không nha? Ừ. Là ông Lâm với bà chủ quán cơm gà là gia đình. Đúng, đúng không? Ông Lâm cho bà chủ quán cơm gà một cái chiếc xe. Đúng. Rồi bà chủ quán cơm gà lấy chiếc xe đó cho thằng Lực mượn. Đúng. Ừ. Rồi thằng Lực nó trúng số, nó đổi đời, nó giàu đúng không? Đúng rồi. Sao nhà nó như vậy? Không hiểu. Sao là... bây giờ trúng số rồi mà sao nhà vậy ta? Ừ. Có thể nó đổi đời mà nó chưa đổi nhà. Vô lý. Hình như là lộn số rồi đó. Tìm nhà khác đi chứ. Với không... lại tôi cũng không có nhu cầu vô mấy nhà quan này, ghê quá. Thôi đi. Hình như là lộn số rồi đó. Đi đi. Khoan. Nghĩ sao vậy? Hồi nãy á, cái cô chủ quán đã nói rồi, đây là nhà của anh Lực. Biết đâu phía cuối con đường chắc chắn sẽ có ánh sáng. Sáng không? Sáng. Tôi thấy tối hù rồi. Nè, đó leo lên. Còn cô à, leo xuống. Trời, tôi phải chó rồi cuối nhá. Vậy tôi cuối. Chưa thấy gì hết á. Ê, thấy rồi kìa. Thấy gì? Chưa thấy gì hết nha. Hình như có hai con mắt đang thò lỏ nhìn mình á. Ui ghê vậy. Ui, tôi cũng thấy nha, tôi thấy nha. Thấy gì? Thấy một cánh cửa đang tự động mở kìa. Hoàng ức quá mà. Làm sao mà có thể như vậy? Trời ơi. Thùng Phi. Cái gì? Ôi, xin lỗi cô. Sao cô bự quá vậy? Mấy đứa kỳ quá. Cô biết cô đẹp chứ đâu có mức độ mà đẹp dữ vậy mà phải nhìn cô xăm soi vậy mấy đứa. Cái dòng nhân vật mà xuất hiện bất ngờ vậy á, hay là ánh sáng cuối con đường lắm đó. À, tao hiểu ý mày. Ý của con này á, chẳng lẽ là đây là nhân vật bà Tám trong truyền thuyết? Đúng. Hả? Đúng luôn. Cô là bà Tám. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô ơi, cô rảnh không? Sao? Rảnh chứ. Kể hết chuyện gia đình này con nghe đi. Đây nè, cô có biết không, gia đình này là một cái gia đình phải nói là có một cái cuộc sống rất là đau thương. Đau thương. Buồn bã. Buồn bã. Pha một chút xíu kinh dị. Trời ơi, nghe như một tấn bi kịch. Cô ơi, cô kể liền đi, con mắt nghe quá rồi. Gia đình này là có một người con trai. Ê, con trai. Đúng rồi. Ui, đúng rồi. Con trai đúng không? Rồi. Nó đó. Đó. Cái người con trai này là con của bà má nó. À. Ủa chứ lại bà má cô? Thì đúng rồi, ý là cô nói là cái gia đình người ta là một vợ một chồng. Là kiểu gia đình văn hóa đó cô. Đúng rồi. Tiếp cô. Và cái người con trai này nó mê đề đớm cờ bạc lắm, con hiểu không? Nó té ngửa ra là nó mắc nợ. Ba má nó phải tức tốc về dưới quê cầm hết nè, ruộng vườn đất đai, đem tiền lên đây trả nợ cho nó, mà ai về nó đi đâu ai biết. Trời ơi, sao bà thấy thương vậy ta? Thương yêu cái gì, bây giờ mình đi kiếm nó tự nhiên đâu ai biết. Ờ đúng rồi, mình kiếm nó mà bây giờ không có nó trong nhà hả cô? Khóa cửa gì sao nó ở trong nhà được. Cô à. Sao con gái? Ờ, với sự tế nhị con hỏi cô, cô hay chui dưới gầm giường nhà này hay sao? Cô là một người rất là biết chuyện, nhưng mà còn cái phần chui gầm giường thì cô chui không có được. Có cái gầm nào nó bự cỡ này không con? Ờ thôi con xin lỗi cô, trước khi đặt câu hỏi con quên quan sát. Ừ. Dạ, ý con muốn hỏi cái nhà này. Trời ơi, đơn giản thôi. Sao? Đây nè, cái nhà này có một người con trai. Đúng. Dạ đúng rồi. Nó là con ba má nó. Chứ lại rồi. Cô. Thì đúng rồi, ý của cô nói là gia đình người ta không có cái chuyện mà người thứ hai. Rồi, biết rồi, biết rồi. Cái thông tin khác của cô, thông tin khác. Hết rồi. Ủa? Cô có hình đó không? Không. Ê, mà con cô nó có. Bây giờ cô có thể nói với con trai cô cho xin cái hình của cái thằng con trai trong nhà này không? Yes, có hy vọng rồi. Alo, trai của mẹ hả? Mẹ nghe nè, rảnh không? Gửi cho mẹ cái tấm hình con của bà Mỹ sớm mình đi. Vậy nha, vậy nha. Ừ. Đó, chờ xíu. Dạ. Ok. Hình qua trời. Ủa, có. Đây nè, đó. Thấy không? Đó, coi. Ui. Đúng không vậy? Sao nhìn già vậy? Hình như không phải người tụi con cần tìm cô ơi. Phải sao đâu á. Đây nè. Trời đất ơi, nó là con trai của nhà này. Cái thằng này cô biết à. Nhưng mà cái thằng tụi con tìm sao cô biết?
Ủa? Thì cô biết thằng này chứ cái thằng của tụi con tìm cô đâu có biết. Trời. Số độc đắc chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Độc quyền trên Vion thưởng như cuốn phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, ba, tư hàng tuần. True Beauty vẻ đẹp chân thực phát sóng độc quyền trên Vion